Cua nó sôi dữ nè. Giờ các bạn nhìn thấy là cái thịt nó dày lên nè các bạn. Sôi lên là mình cho măng vô nha. Măng này là mình luộc nãy rồi. Con măng vô trước đi. Chính là mình múc ra cái lẩu ăn nha các bạn. Tới bụng dữ rồi hả? Mình lấy mấy miếng cua này nè. Mình để lên đây. Đỡ cái mặt ra lại. Quá ngon các bạn ơi. Thông nuôi cho tim xin chào các bạn nha. Hôm nay mình đi qua cái ruộng bên ráp danh với biên giới Campuchia nè. Mình đi đào cua với coi đi bắt cá các bạn. Xem coi này có mùa gần mùa nước lên này mà cái đồng ruộng bên đây là lúa người ta cắt hết trơn này. Hiện tại mình đang đứng trên cái cầu này là cái bắt qua cái con kênh Vĩnh Tế nha. Đây là cái kênh Vĩnh Tế này các bạn. Đó là cái núi Thâm Đưng đó, biên giới Campuchia nha các bạn. Đây là cái con kênh Vĩnh Tế nè. Còn phía dưới đó là cái quốc lộ N1. Ừ, mình cái lỗ bự luôn kìa. Cua đó, cua nhìn có con cua nằm giống kìa. Một hang là thường có con hả? Có hang bự với mấy con cua được cái luôn. Đào cái hang thứ hai rồi có không nha. Núi này chắc cắt cũng lâu quá Phương. Cắt này hơn nửa tháng rồi. Là chờ cho nước lên luôn phải không? Chờ đậu sạn. Ở nước nước giật rồi mới ấy. Đồng này làm có hai vụ. Mà mốt nước lên cái là ở đây là thành như một cái sông luôn. Đấy đó còn nữa kìa. Còn sai. Có lý à, hàng nào cũng có rồi đó. Ở đây là gọi là ấp Tân Biên nha các bạn. Phía xa xa cái ngọn núi đó mình đang đứng ráp danh với Campuchia đó nha. Núi Thâm Đưng hay gì? Núi này là núi Thâm Đưng.
Đây là đang ở mùa này cái ruộng bên đây là người ta cắt lúa hết trơn này. Cái loại lúa này là cái mùa này là người ta không có xả được. Vài bữa nó nước mới lên nè. Nên nó ngập trắng trắng đồng hết trơn à. Là lúa người ta không có xả được nữa. Đợi khi nào nước giật á. Lúc đó người ta mới xả lại. Cái vài bữa nước ngập lên cái nữa thì đây đồng ruộng này là nó ngập trơn luôn. Còn quá xanh. Để vô giống nước kìa. Kìa có dụng nước kìa. Ở đây là bên sông nha, bên bờ kênh Vĩnh Tế nha các bạn. Sao quay lại ơi? Hả? Sao quay lại ơi? Đó đó nhìn núi gì đó. Mệt hả? Mệt. Qua cấp trang chèo quét này, tôi tính chèo quét này, tôi dò tối luôn. Nhấp lên. Đó. Móc. Hùng đang chạy qua. Khu sỉnh. Được mình biết ngốc ngốc tét luôn. Vào đi. Sâu quá sâu à. Lên xịn không? Đào tháng tức khô nè, phải mà ngay vô cái mùa mà nước nó lên á, vài bữa nó nước lên á, đất nó mềm á là mình học tay vô luôn, khỏi đào. Cua bây giờ nó cũng làm cáo à, biết mình đi bắt hoài bởi nó ngụy trang cái cua cái hang á. Trời, hai hang gì nào không? Hai miệng con cua mà đi hai miệng. Cua này có trứng có con à? Có không? Có. Đi. Con này. Thạp đâu có đâu, cua đực mà. Con nè. Con gái hả? Ừ, con ngốc. Móc con này luôn đi, sáng bên nào. Không vậy, hồi đó tới giờ mới móc được cua đầu tiên đó trời. Hang mà nó làm hình gì nè, hai miệng vô gom lại có một hang mà. Có nãy ông điện chỉ ông qua này. Cua nãy giờ hăng nhỏ nhỏ, cua nhỏ nhỏ. Khó lắm không? Ừ. Con lên nè. Này không có. Này. Thấy rồi cua đó. Cua nằm trong đó. Thấy rồi phải không? Thấy rồi. Ừ. Tôi lấy cây móc mới được. Ủa nói dài nữa nhỏ nó kẹp dính cái cây luôn rồi. Đấy, lắm đi đây gần qua casino rồi lấy casino luôn. cua đực cua đực quá nhiều. Cái hàng này con còn nữa nè, móc gãy càng luôn.
cua này nhỏ. Chạy hả? Vinh luôn ta. Tà xíu vậy. Đứng nói biên giới đây, mình đã zoom lên hết cỡ rồi các bạn. Mình thấy cái mấy cái tòa nhà mà màu vàng vàng á, với màu xanh xanh đó, cái tòa nhà mà màu xanh xanh đó là cái trường gà nha. Cái mà vàng vàng là cái casino nha. Nó chết bao biết bao nhiêu người. Chồng nó ly tán. Bây giờ là mình đang đứng ráp danh ấy, gần gần ráp danh với Campuchia đó nha. Cái ngọn núi đó là trên của Campuchia đó. Nếu mà hôm tao đi dưới ngoài là nó hang đâu cũng sâu dữ, cạn cạn quá. Bên này hang sâu quá hả? Ừ. Mát trời là mát lại nữa, được có đám mây mát lại nữa. Lên. Lên coi. Phải không? Phải không? Lên. Ở nó kìa. Lên, lên. Chết luôn hả? Bầu trời trong xanh. Không gian qua không hộp. Đồng ruộng bao la. Đây. Ết nè. Ết ết ết. Ế nhờ. Quên ết không? Đâu. Đây. Ết luôn nha. Đào hang cua mà có con ếch nằm luôn. Ít ợp, ít ợp. Rồi bắt lên. Đây. Ôi con này ăn được rồi. Ết như nó kẹp ếch không? Thần nó lo. Vô chồng thần nó lo được thì nó lo. Đó ra đó. Hang cho nó bự chút đi, đào cho nó bự chút đi. Chết đâu chết. Trúng lưỡi hay gì? Móc trúng cái mồm. Này cũng khá bộn nha. Bên đây sao làm được 2-3 ký được không? Không kêu khoái nó tát cái hầm lần đó đây. Bắt mấy cá rồi lát mình chiên xù được á. Giờ mình chia ra các bạn, bên kia là đi đầu cua. Còn đây là mình đắp cái này là mình tát cá nha. Chịp chép. Mình chịp chép. Có đồ đựng không? Có đâu. Được con chém chép nha. Mới xuống thôi. Có rồi đó. Hôm qua là chỗ đó là vỏ trà là chỗ nào? Nhà anh bé hai á trời. Ồ, bé hai chỗ Quỳ Nghĩa hả? Ừ, mà chỗ cái bè ổng á. Vỡ 100 mấy chục ký cá một cái thôi. Ăn còn ngon không? Qua nướng cho một cái lò mới lớn nè, nướng á, cái lò lớn nè, nướng cá cá lăng, cá lăng cá ngon ngon, vừa là có me non nè, nướng cá lăng với cá gì mắc tiền này ta, cá gì ta làm chả, cá cóc, cá cóc, cá ép, đi qua nướng cá cóc với cá lăng với cá cha còn cá chấm, qua ăn no luôn. Ăn cá không, không ăn cơm. Lắp hai bờ đầu nha. Lắp, lắp nước nha. Rồi câu cao chút đi.
Cái gì nó cực đàn đó hết à. Này mình không có chuẩn bị đem cái rổ gì. Rổ kìa, cái rổ đó đằng kia kìa. Đâu? Chú đằng đó đó. Sao không lấy lại? Lấy lại. Nãy đi quên, để cái đó cái đi cái quên luôn. Lát chạy nó đó lấy cái rổ. Bà rổ bự lắm. Bắt cá làm xong. Cá làm xong nhảy tùm lum nè. Không có lấy cái rổ. Lấy rổ mà được. Chị coi cái đó con chăm chép gì kìa phải không? Đâu. Đó. Phải, không dẹp mà nó bị chết rồi. Không có đồ đựng luôn. Lấy đồ đựng. Phải không? Có chứ. Xúc mà xúc đi. Rồi rớt luôn rồi. Thì xúc lại là dính lại rồi. Nè, nè, xúc một chút rồi. Xúc là dính thôi. Chứ cái cạn nó đồng dính lại xúc dính luôn. Cái rổ này lụm được. Nè, chỗ đây nó nhóc chân nè. Kìa kìa. Chỗ đây nè. Quá trời luôn rồi nè. Trời có tới chạy. Cho hết nước luôn, cạn luôn. Đó, móc vô đổ đi. Có con cá này bự nè. Đó, 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 đó. Nè, 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 nè cá nè. Rồi đấy đâu. Kiếm cái gì đựng? Đó đó. Kiếm con nó chạy kìa. Được lưa hết. Thì không có gì đựng chân trời. Đựng cái gì trời. Ừ. Tát đi một chút thế nào cũng được. Cá bự à. Tát hết cái mương này ra được. Học rồi kiếm cái bọc coi chạy. Được. Cá nè, có cá hụt mít cái thì đùm nè. Kiếm cái gì cũng được. Tí bao rồi nè. Lượm cái bao rồi coi. Cái chừng cá dính qua luôn nghe. Dính chứ nữa nè. Cá. Rồi có nữa rồi. Dính nhóc hết. Mít nè. Hai con. Mít nè. Giật mình. Hai con rồi đó. Lát không nữa không không dính. Đúng con đó. Gió quá gió rồi. Mò đi mò. Giờ tính này ba con con. Sáu con. Cáu kè 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 nhảy tùm lum đây nè. Nó không có cá đâu đó. Đây nè. Có mọc luôn bự. Nó xuống cái bọc đi. Rửa động lại. Cua động chết cua cua nó kẹp không? À, à, à. Nó kẹp chắc cái đứt đầu hết trơn luôn. Lại nó để vô. Cua kẹp chút khỏi lật đầu. Nó không kẹp cái đầu nó kẹp đuôi á. Tát nè. Con này nè. Cá mít không à. Cá mít im lắm á trời, kho tấp mỡ ăn cứ gì chịu nổi. Giờ mua kiếm mỡ đi. Tấp mỡ mình á. Đó nè 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 hai con luôn. Vậy mới mua mua mỡ thắng cho mình có té. Nhóc luôn nè ông ơi, đưa nè. Kìa kìa, là có gì anh Hùng? Đây nè. Chở nó xuống đó kìa, đè kìa đó kìa. Chẳng mấy con có bự không à kìa. Từ từ, từ từ. Tiêu đem thùng bê á. Tiêu để ở dưới nước rồi cho con ta nấu. Cả ký á. Bắt đầu. Để vô sau lưng nè hoài. Hai thằng làm, ba thằng nhìn. Dẹt dẹt nước cho nó xuống hết. Điện thoại bọng nắng để trong xe đi trời. À. Thành phố nào như không ai. Này chú. Nhưng mà tác dụng như là lương từ năm tới không có lương bự lắm. Tao đạp cái nó vượt qua vậy. Đào lại anh đi. Xuống, vừa bước xúc tác lên, quanh đây. Anh nói như thầy chị. Anh nói
gợn thử ra anh Hùng. Vậy anh gợn thử ra nó dính vô con nào không? Gợn 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 lên đó 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 không một con bươi bươi nước lên kêu nãy đem máy qua đi nãy qua không kêu nó qua đi. Mày cái giả đây đây nè. Thời buổi này ai mà mê gái đâu không biết nữa. Ai mà mê đê không mê. Nói chung ra bây giờ bây giờ thầy giáo hổ nè, tôi dặn bây giờ đừng có để cho gái nó chơi mình nha, nó chơi rồi lỡ bỏ đó. Bây giờ nó chơi mình nó không có cưới đâu. Chơi là nó bỏ, chơi là nó bỏ à, gái á. Kìa kìa anh Hùng, đó đó nó đang nhảy kìa, đó 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 anh Hùng. Đó 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 đó. Nó còn dài tới đó kìa. Kìa con bự chưa chưa kìa. Kìa đó đó đó. Bây giờ mình đi chơi vẫn giữ thằng. Chơi xong rồi nó bỏ đó, nó có cưới đâu, khổ lắm. Không chơi xong cái dục cọc tiền xuống cái bịch xong rồi đi đó phải không? Đi đó. Cưới rồi nè, được con chăm chép nè, nói nè. Con kia nãy để đâu rồi? Con kia để con kia đây nè, chỗ này có con gì kia cái bụng. Bài cái khúc bài gom theo cái tay của mình bác lại chăng đi à, giờ mình đây là mình lỡ mình tắt cái này cái đi lại kia nữa xong cái này đi quá trời con cua ngu chặt quá khăm gì kẹt kẹt cái rồi đây đó đó ý mít mít cái giò cuốn khổ thái nhiều lắm đó, mít này ngon lắm trời. Ồ nấu cháo chứ làm gì cháo chiên à. Không chiên lên chiên tươi lên á chiên giòn á mắm với muối qua con cho chép hết hồn cho chép rồi nó thúi à bắt đi nó thúi. Nhiều không? Nhiều. Nhóc chưa? Có non không hả? Chút rửa ra mới thấy. Xịn. Ở đây hai ba con này nhóc chưa nè. Cá này mắc cạn nè, mình không bắt nó cũng chết à. Mưa tới lên sống lại. Bắt rồi mưa. Mấy cá này nó răng giá trong trời mưa đi trời ơi trời. Mưa này là kho được cá này kho xả rồi lá mình kho xả chiên gì không này hơi bự hơi nhám này. Kho mất công mặn mất hậu quá à. Này bạn Phương đổ mấy con cua nãy giờ mình đi bắt chơi nha các bạn bắt lên nha. Được nhiều cua với cá này các bạn, có con được con cá lóc đồng nè, lát nấu canh luôn, canh cua. Mấy con cá này mình đem đi kho xả, nhìn thấy cũng bộn lắm mà ngang. Rồi làm cua đi, làm cua làm cá đi, tranh thủ chưa rồi. Đổ nước vô, đổ nước vô nữa cua luôn. Đây mình ghé nhà của bạn Phương nữa bạn. Nãy mình đi bắt cua bắt cá với đồng, bây giờ mình về đây rồi. Hôm nay không có lên giường luôn.
nãy trong cái hổ bắt nãy đó. Nấu canh cua giờ mình đi bứt rau nha các bạn. Lên giường của Băng Phương bứt rau. Có đem cây dao theo không? Lát coi trên này có măng nào sắn. Cái mấy con cua đó lát mình xay ra mình lấy thịt đó mình đem nấu canh. Nấu canh cua thì có rau với được có măng á. Để vô ăn rất là ngon luôn. Cái vườn này của Băng Phương nè, rộng lắm nha. Đây trồng mấy nay chuối, cái chuối nè. Chuối giống chuối hổng có gì Phương? Ờ chuối sáp vậy? Chuối sáp hả? Có lột lan nữa kìa. Lát bẻ về chấm cá kho ăn. Luộc ăn cũng được, nấu canh cũng được nữa không? Nè, bẻ rau dền vô nấu canh nè. Chó nuôi đây luôn. Ăn cơm tới buổi mất cơm đem được nhìn ăn nè. Lên cái ăn đó hả? Có cái xích đu đã hả trời? Có xích đu đã vậy? Ừ. Đây có đột rau dền nè. Mùng tơi. Nhóc trơn nè. Rau dền nấu canh cua ăn thứ gì chịu nổi. Ớt, ớt gì nè, ớt biển gì nè. Ớt gì của anh Nguyên cho cái này nhỏ nhỏ. Ớt bi gì? Cay không? Không biết, con bẻ ăn thử đi. Nè, cải cái chà. Ớt ngộ tròn tròn đã nè. Ui, rau nhóc chân nè. Ủa cây này cái gì? Cây giấm. Giấm mình á. Ặc thì xô quá hả? Coi là lạc. Thái gì nè. Ủa cấp này bẻ đằng. Cái rau dền này ngon ngon không à. Ăn canh cua thứ gì chịu nổi trời. Để rau sam luôn nè. Này ăn được nè. Nó là già già, nó tủi nó bụi hoành tráng luôn trời. Sao này nè. Bẻ ngang cái đó để cho nó ra đọt. Ừ vậy đó. Nhổ bỏ mà không giờ biết nhiều. Quá nhiều. Kệ đó. Nó không tốt. Mệt. Nhổ cái lỗ tai hả mày? Có bình bát đó kìa. Để đọt bình bát vô luôn. Có đọt mùng tơi nè. Có đọt nhãn lồng ăn cũng được luôn á. Kéo dây xuống. Nãy hả? Chụm gì lỡ vô canh múc ra tô ăn luôn. Giường này im quá.
ta kiếm mua lấy miếng nào một miếng đất đi. Ở đây cái đầu chiều chiều ngày ấy còn nghỉ luôn á, trồng luôn phải. Nói dễ quá. Mấy độc lan này ngồi nấu canh ăn cũng ngon. Phải lên không? Không biết nữa. Ủa này lá mồng tơ gì bự vô trời. Ui. Bức cái lá này ăn mới đã nè. Đâu già đâu. Nè đậu đậu rồng hả? Đậu rồng với mướp. Mấy dây đậu rồng nè. Ừ chứ mướp mình non èo ăn đã nè. Mà không ăn kịp chừng già. Đây cây đuôi chuột nhóc trên trời. Bữa hổm ở nhà có kìa. Đã trồng chậu mấy ông công trình cũng giờ qua giờ lại đứt rễ mất chết queo luôn. Nè cua hồi nãy mình làm xong rồi, giờ bạn Phương xây cua nha các bạn. Mình mới đi bắt sáng giờ chưa em luôn rồi. Giờ này trễ quá không có đâm, xây luôn cho nó mau. Giờ phải xây lát xây thêm nước là nữa quá. Xe có nước nhiều thì cối nó dễ quay trơn. Không lấy cái cối bự á. Nó có cối này hả? À. Ê. Ừ. Nhiều nó quay phim á. Đây là mình vừa xây vừa lựa cua luôn. Rồi mình xả vô. Nước mắm. Đường cát. Cho miếng bột ngọt vô. Trộn mình cho đều cho thấm nha các bạn. Giờ mình khoi cá nha các bạn. Nay đi bắt cua. Có được mớ cá. Cá chỉ là cá rù non nha. Dính được con ếch nãy. Cái này mà có me sống ha, me non mà làm chấm mắm me đó. Ăn ngon lắm luôn. Nay đi
đồng trễ rồi làm về làm cũng trễ, giờ là 12 giờ mấy à, chưa được ăn nữa. Này được đóng rau luôn nè, đi vườn nãy hái rau nè, có được mấy trái mớp nè, rổ rau này là ăn là no luôn á. À, nó sẵn chứ làm cho nước vô. Món cá này rất là ngon luôn nha. Này cá nó kho nêm nếm cho sắc xuống cái nữa là ăn được các bạn. Cá chín rồi, giờ mình sẽ nấu canh cua nha các bạn. Thôi để làm cho mấy nhỏ nó ăn đi. Rồi thôi nãy tao phải cháy chỗ thơm á. Cua nó sôi dữ nè, giờ các bạn nhìn thấy là cái thịt nó dày lên nè các bạn. Sôi lên là mình cho măng vô nha. Măng này là mình luộc nãy rồi, không ăn vô chiếu đi. Mình vớt cái miếng thịt cua này ra cái tô đỡ đi, để lát mình để lên lại đừng cho nó bể cua, ăn nó không có ngon. Quá nhiều luôn, mở lửa lên cho nó sôi. Đèn lá cua để lên trên mặt nó nhìn thấy nó đẹp. Cái rau này là nãy mình đi hái trên vườn nè. Sôi lên cho mớp vô nó là chín nha. Nhìn nếm lại là nồi canh ăn là được ăn. Bởi vì nó nóng ăn nó ngon. Rau thì anh móc trên đổ tờ đầy ngoài đi. Chính là mình múc ra cái lẩu ăn nha các bạn. Tới bụng dữ rồi hả? Bụng xỉu rồi, mất luôn rồi. Mất lụm, đốt cây son. Chín rồi. Lấy cái miếng cua này nè. Mình để lên trên đây, để lên mặt ra lại. Đúng 1:30 chúng ta mới được dùng con. Tiếp với ngã đầu. Tiếp
Quá ngon các bạn ơi. Sáng anh em trong thúc núp cho tim mình đi bắt cua với bắt cá nha các bạn. Mời các bạn dùng cơm với mấy anh em mình nha. Cơm. Đi ra. Mời cả nhà ăn cơm, mời cho ông Hùng ăn nóng cho hổ ăn. Mời cả nhà ăn cơm. Mời cả nhà ăn cơm ha. Mời cả nhà ăn cơm. Rau này là rau. Rau rất là sạch. Ấy không à. Rau cái này là canh cua đồng nha. Đây là cá kho. Nhìn thấy quá ngon, có được mấy trái mít hái trên dưới gốc cây son. Mít son. Chuyện mít son. Chứ không có mà chán nản về hết. Mới không ngọt. Có ngọt nước kia chị rồi, không có ngọt rồi. Mấy người sáng được mấy người nha. Có hai ngon quá ngon. Nhưng mày với Phương có gì hả? Hai năm liền mới được cái thì theo cái 6 tháng 9 tháng 12 tháng 12 tháng thì một cái có đi đua hai năm liền dưới đóng chỉnh này chín tháng bằng. Thì nó sau hai năm mà rất vụ bây giờ nó thành liền rồi. Còn trong nó chỉ có tiền tiếng là được có 3 tháng hả? 3 tháng là chỉ có 3 tháng tiền tiếng cái đồ cả phải tao mà chính xác không sáu năm có năm được rồi. Bộ này chạy lâu mà cũng còn ngọt nữa chứ. Bên nãy mà tôi hôm qua tới chắc đi về hết rồi. Không có cua hả? Không có cá luôn. Đang họp cái chạy rượu đi về luôn. Đi về đi. Đi về mày ăn cơm hay ăn mì? Chơi mày đẩy có ngon gói mày ăn lên đi. Kêu bằng bún riêu cua. Ngon quá các bạn ơi. Ăn miếng cơm đi. Quá cơm như là. Ăn giống miếng cơm đi. Quá. Đây là chủ nhà nha. Quá đói rồi. Ngon. Ngon ngon. Một kỳ rưỡi vậy. Mới có 1 kỳ rưỡi chứ nhiêu. Đúng là cua mình làm chất lượng như là thơm mùi cạch chơi luôn, thơm mùi cua. Lần thịt cua mà thơm mùi cua. Đúng rồi. Không, mình ăn chợ không có thơm. Chứ ăn nãy giờ là cua nó thơm mùi mít không á. Ăn chợ không có thơm mùi cua luôn nha. Là mà cái tinh cua với ba cái gì nó cao thịt nhiều quá, không có cua đâu. Nhà chợ ăn cũng yêu không có cua đâu. Người ta bán á, người ta là dạng như là cua ít á, cho nên mới để hộp vịt. Còn mình ở nhà mình ăn nấu cứ hỏi ông kêu để hộp vịt vô nữa là nó mắc tiếng mùi cua rồi. Nó mắc mùi cua rồi nè, ăn ăn thôi. Mùi cua, có mùi cua thường thằng đi tiệm mùi cua. Đi tiệm là mùi gì cả. Cua có cái mùi mà có mùi như mình ăn cái mùi có cái mùi cua ấy như nè. Cái chỗ bán bún quê bún riêu cua á. Chỗ nó tống. Thấp. Mô rồi. Rồi ở trước này nguyên một hàng cây, một hàng nó tối. Cây nhiều quá nó tối. Tối rồi. Giờ rong nhánh bớt đi. Rong bớt mấy nhánh là nằm ngang ngang tầm á. Cho nó sáng cho nó cánh sáng vô một chút. Măng còn dưới á. Đố cái gì? Đang đố mà hỏi măng nào ngon nhất. Hỏi nhà dưới làm đó hả? Làm dạ, không dạ, 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 làm tí. Còn le. Măng măng đêm nay đón măng tre mua về rồi mới về làm khô. Mua khoảng 20-30 kg làm khô. Ta làm măng tâm á. Ôi không ngon. Măng le. Măng le á. Lại giỏi lắm được ký mấy. Nhiều 2 kg hả? 20 kg á phơi lại giỏi lắm được ký mấy 2 kg. Tào lao. Không sai. Còn giữ gì mà khách luôn không? Thôi đứt. Phơi lại để không đầy cái bạch. Vợ tôi đợt đó phơi hình như là
10 ký còn rồi chưa được lại giữ như hả? Không. Tại mà tao ơi mấy năm mình tập hơi lại. Giờ mình khô hấp dữ vậy ra. Mà nó mới khô tại vì anh lát nó quá mỏng ra nó mới khô, mà nó khô rồi nó dễ hiểu quá. Khô nó nhẹ. Cho nên là măng khô 1 ký tới mấy trăm ngàn luôn mà. Đúng rồi. 400 ngàn 1 ký á. Thì nó tính nó là 20 ký không tôi mình. Nó sẽ thành một ký măng khô thì chúng ta tính cộng lên. Cỡ 2 ký, gần 2 ký măng khô. Ký mấy? 20 ký. Thì nó sẽ cộng lên. Dụ 1 ký kêu 10 ngàn, 10 măng tươi phải không? Anh làm măng khô bụng phải cộng lên gấp đôi rồi. Mấy trăm ngàn phải rồi. Nhưng dĩ nhiên thôi. Măng tre, tre gai. Đó là thắng mấy mới ngon. Mấy măng như mình thông rồi làm khô ăn đúng không? Đã có vợ em nè. Nó hơi khô xong rồi phải không? Bỏ vô bọc. Lâu quá rồi không chịu đem ra móc móc. Không để tủ lạnh đó. Để tủ lạnh. Để tủ lạnh là ăn hoài được hoài. Mua cho nó mua phơi cho nhỏ em cứ việc đem bơm tiền về bơm tiền về. Phơi đã móc được bỏ chân luôn, tốn 2 triệu mấy. Để tủ lạnh là ta ăn hoài được hoài à. Còn cái bọc đó là phải cắt cái lỗ nó ra nó sẽ nó thoáng khí. Chút ẩm nữa, thịt ẩm nữa.